Ở dưới này thì mình nhìn thấy bắp ngô to hơn, to và đều hơn. Tony Phong xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony Phong Cuộc Sống Châu Phi. Hôm nay là các bạn trong trang trại là trồng ngô. Các bạn nhìn ở đây là về mùa này thì đất rất là khô đấy các bạn. Các bạn ấy trước khi trồng thì các bạn ấy sẽ phải tưới nước thật ẩm, xong rồi là các bạn mới trồng. Trồng thì khoảng tầm 2 hôm thì các bạn mới lại phải tưới. Ngày mai là các bạn chỉ tưới qua thôi. Mà để giữ ẩm lâu hơn thì các bạn hôm nay là phải tưới thật ẩm vào. Thì hôm nay trồng ngô, trồng ngô nếp ở đây là mình trồng bằng hom. Hom thì đã để ngô mấy ngày hôm nay thì hôm nay lên rất là tốt rồi. Còn hôm nay thì là mình trồng có bón phân NPK, bón phân nót đấy các bạn. Yeah, hôm nay trồng ngô thì có bạn Sandra và một bạn mới nữa. Sandra thì hôm nay chắc là cũng là buổi đầu tiên là đi trồng ngô đấy các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn Sandra bón phân này, mới trồng ngô. Trên này là ngô bắt đầu phát triển. Dạ, ok. Vậy là đuôi, hay gà là đuôi. Nên bài xuống mai. Sinh. À, chỗ này là ngô là mình ươm ở đây là được hơn một tuần rồi. Hơn một tuần đấy các bạn. Và ngô hôm nay lên rất là đẹp rồi. Hôm nay là mình phải đánh ra, chứ không để ngày mai thì nó lại to quá. Nên các bạn ấy di chuyển mà không may mà nó gãy, nó sẽ chết. Và tầm này là nó được 3 lá mầm. 3 lá mầm thì mang ra trồng rất là đẹp đấy các bạn. Đất ở đây về mùa khô thì rất là khô. Trước khi trồng các bạn phải tự ẩm. Hay gà tu đúa. Hay gà bánh mùa nha, đôi đia, nô mùa nha, à nô, hay gà mai. Để bôi bán tà giá, để bôi gà mai mở về. Còn là phần chỗ này đi các bạn, là chuột là nó ăn. Ăn hạt nên rất là thưa các bạn. Chỗ này cũng vậy. Bị mất rất là nhiều hạt. Ở đây có loại chuột nhắt đấy các bạn. Chuột nhắt là nó bới hạt nó ăn. Các bạn ấy tưới nước và là đất nó xèo 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 ấy các bạn, là đất nó khô quá, tưới phân nó ngấm hết luôn. Về mùa khô này trồng ngô thì cũng rất là khó khăn đấy các bạn. Khó khăn là nước là khi mà tháo là nước nó không vào đến rỗng. Là trên kia cái hồ trên kia là mình đắp lên cũng rất là cao rồi, nước chỉ mấp mí cái rãnh thôi các bạn. Sau khi các bạn đã trồng xong ngô đấy các bạn, bây giờ là bắt đầu là đã nhìn thấy màu xanh rồi. Còn là phần trên này là những cây chết là các bạn cũng đã dặm lại rồi các bạn. Đã dặm lại xong. Bây giờ các bạn ấy còn rất là nhiều ngô, chỗ này khoảng tầm khoảng còn 500 cây nữa các bạn. Thì là các bạn đang di chuyển sang bên kia, trồng ở bên kia. Trước mắt trồng, trước khi trồng thì các bạn ấy sẽ phải tưới nước. Từ nước ẩm mà. Khi tưới xong nghe đất nó rất là mềm các bạn ạ. Tưới xong nghe thì bạn Sandra là đi sẽ bón
phân để bón lót, bón lót xong rồi là các bạn sẽ bới đất ra thêm nữa để trồng, trồng cho ngô sâu xuống, rồi sau này cây ngô nó không bị xói, khi các bạn đi tưới nước là nó hay bị xói gốc ấy các bạn. Chỗ này thì sáng nay các bạn ấy đánh rạch là thêm chỗ này nữa là 7 luống. Na đù mây u la đù lanh sim mà vai bút ca lanh sim mà quả lanh sim mà hay ga. Ở góc bên này là ngô sắp được thu hoạch rồi các bạn. Bắp nào cũng ra rất là đào. Đây là toàn bộ là một lửa là để làm ngô giống đấy các bạn. Ở trong là hạt cũng đẫy lắm này các bạn. Ở dưới này thì mình nhìn thấy bắp ngô to hơn, to và đều hơn. Những cái này toàn là cái trên cao mà thấy cũng rất là nhiều muội các bạn. Rất là nhiều muội. Santra ra xây của về được 30 phân đi các bạn. Nhìn như là ok ta bông được 30 phân 30 cm đấy các bạn. Khoảng cách là mình để ngô thì về mùa này thì là mình trồng nó khoảng cách là 30, thì là bây giờ bạn Santra sẽ đi bỏ phân. Như này là các bạn đã đánh rạch rồi và tí nữa bới thêm một chút ra nữa, tại vì là cái hôm này của mình là chờ khi mà làm hom ấy là mình để rất là nhiều đất, ngô lên rất là khỏe các bạn, lên cao như này đẹp hơn vụ trước. Sau khi trồng biết là nó sẽ lên có đẹp như vậy không. Đợt này thì mình có bón lót một ít để ngô phát triển sẽ tốt hơn. Aforamai aki 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 uma depois plantar aqui. Ok. Mình cho để mình để cho các bạn ấy bỏ phân trước là để tí nó đánh dấu, các bạn ấy chỉ trồng ngay cạnh ấy thôi. Chứ mà đặt cây xong rồi là tí các bạn mà bỏ phân thì khó hơn, khó làm hơn đấy các bạn. Habit du frente. Như này bạn Santra là làm cũng đã thành thạo đấy. Chỉ hướng dẫn bạn một lúc thôi là bạn làm được. Bây giờ là Santra là vụ đầu tiên là đi trồng ngô đấy các bạn này. Như vụ trước là các bạn này, vụ trước ở trên kia là bạn nêu là trồng, bạn nêu gieo, bạn nêu trồng. Vụ này là ở đây là bạn Santra sẽ trồng ở đây. Hãy gặp mai, mua nhà mai, xin bánh pô cù nâu, bánh mua nhà đủ, ok. Ra căn xa đủ, ai in đã, xin, canh nhà canh vai friend thì ở đằng sau ngoài kia là bạn Santra là bạn đang bón phân lót các bạn. Các bạn ấy cũng đã tưới xong hết phần trên này rồi. Còn bây giờ là công đoạn của các bạn sẽ trồng. Cava mai fundo. Esino. Tapa mai te kha si. Tapa mai te kha. Tapa mai si. Op mai du. Aqui é ve assim. Você cava aqui. Cà vạt phun đùa kia, bánh phun đùa xinh, ok xinh. Kia
này nó đất nó khô quá các bạn, nó rơi có một hai cốc là nó khô luôn. Ok ok xin để poi tapa tu đủ á, tu đủ để adu bù á, nô để sa any bê tu xin any kể any sẽ ca aki pranta mai zoom anh chị um. Các bạn đánh rạch rồi nhưng vẫn bị lông đấy các bạn. Nếu mà đánh rạch sâu thêm một tí nữa là nó lấp hết cái rãnh này. Đợt này là mình không bổ hốc. Các bạn ấy bổ hốc là thường là khi mà bổ những cái hố đấy các bạn. Các bạn bổ hố là nó sẽ không đều nhau. Và có hố cách nhau xa hơn. Không biết các bạn trồng như này thì có ok không? Nó bà tê sinh, một xe vai sinh, một xe abesta kia, đấy, anh sai, nên nó bà tiêu, chỉ cần bóp là cái phần dưới đáy cốc đấy các bạn, là nó sẽ rơi ra, nó rơi ra là thì nó không bị vỡ, trừ khi cái nào mà không tưới ẩm nó có một cái cốc là nó không tưới ẩm, các bạn không tưới ẩm nên là nó mới bị thôi, để vào ga xô. Tapa banh, tapa mai. Xinh. Đấy, mình bảo các bạn lấp đất để phủ kín cả những cái phân này. Esi á. Você về. Adubo, adubo taki. Itong planta aqui. No planta aqui. Bem distante ca planta junto aqui. Assim bom. Ok, assim bom. Muito bom. Ele fala acabou. Acabou. Vai buscar mais. Esse tapa mesmo, né? Depois a pessoa rega água ali que sai. Sai cair. Planta um lado ou primeiro. Planta lado e já depois voltar aqui. Sim. Deixa lado aqui. Planta lado e. Uma linha. O primeiro depois voltar. Vai outra linha. Bạn ấy sẽ trồng mặt rãnh bên kia trước, không với sang bên này nữa. Trồng xong bên kia thì các bạn ấy chuyển sang bên này trồng. Còn bạn Santana đang đi về nhà lấy thêm ít phân đạm ra nữa. Phân NPK để bón nót. Các bạn ấy làm dần thì sẽ quen trồng một hai luống là quen tay đi các bạn. Cái này trồng ngô thì cũng không khó lắm. Đây là mình ươm ngô rồi và ngô lên cao đẹp, bây giờ các bạn ấy trồng vào tưới một cái là nó sẽ không chết, lên rất là đẹp đấy các bạn. Esse é você tapa como tapa fazer vai bater aqui só só aqui só além sim não cavar aqui cavar agora eu falar ok tá bom deixa devagar só então né adubo esse deixa cair um pouco assim do plema. Caiu aqui, bate aqui, ele colou junto, ele queimar, morrer. Então, tapa assim, tapa. Ok. Minho. Ele fica bom levantar bem assim, aqui vê. Tem fundo, tem que. Tá bom. Assim, para aqui. Vê, foi nhà bom. Ok, cava, continua. Đất các bạn ấy, sau khi mà tưới vào nó rất là ẩm đấy các bạn. Nó ẩm như thế này mà các bạn bới lên trồng rất là dễ, nó nhanh. Tuy là các bạn ấy cuốc rãnh rồi nhưng mà cuốc thêm sâu tí nữa thì là nó sẽ lấp hết cái phần ấy. Lấp hết phần rãnh ấy các bạn. Phô tắc kè. Nó đẹp bôi xô. Cava bôi cù. Đẹp bôi vai busca. Để xa lúc bán tà xô cava để xa đen trù. Đẹp bôi cù. Trên này là bạn ấy cứ đi đặt thôi, một người đi đặt cây. Đặt đúng cái điểm cái thả và đúng cái điểm phân đạm NPK, tí nữa các bạn trồng ngay cạnh đấy. Thì sau này là cái rễ nó ăn vào là nó gần hơn thì nó ăn nhanh hơn. Thì ngô sẽ lên khỏe hơn đấy các bạn.
này là mình ươm như này nhưng mà vẫn có một số cây chết các bạn ạ, tại vì không mọc được. Còn lý do tại sao thì mình không rõ, tại vì là ngô thì cũng có thể là nó vỡ hạt hay là do sâu bệnh nó ăn, hoặc là nó do trong cái cốc nước nó bị úng nước đấy các bạn. Còn ở bên kia là Asu sao đang đi tưới ngô rồi. Sáng tưới một lần ẩm để trong, còn bây giờ vào buổi chiều thì tưới để chống khô đi các bạn. À, xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Tên tôi là Asu Sao. Tên là Asu Sao. Còn đây là những cây củ đậu mà các bạn trồng từ đầu năm. Bây giờ là đang có hoa đấy các bạn. Hãy gặp banh. Mi nhú li cây xê bông để pôi đa có me. Các bạn ấy tưới nước vào là nhìn cái màu xanh ngay các bạn. Nhìn ngô là đã có màu xanh rồi. Rất là nhanh. Ở đây là có 850 cây thì chắc chỗ kia là nó cũng chết đi mất một ít rồi. Thì chắc là còn khoảng tầm 800 cây thôi các bạn. Thì các bạn ấy trồng chăm sóc được tốt chỗ này sẽ phát triển tốt thôi. Sau khi là mình hỗ trợ các bạn này trong trang trại trồng ngô các bạn ấy, thì các bạn cũng rất là giật mình là sau khi là mình trồng nhanh hơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ấy nói chuyện với nhau như vậy là Tôn Phong trồng rất là nhanh. Và thì tôi trồng ở nhà, tôi trồng rất là nhiều, tôi trồng quen rồi. Các bạn ngày hôm nay thì chắc là sẽ trồng 4 cái luống thôi. Hôm nay là ngày cuối tuần thì các bạn sẽ nghỉ sớm hơn một tí. Ngày mai tiếp tục công việc là sẽ trồng ngô ở đây. Ngày mai thì còn một lửa thôi, khoảng tầm 300-400 cây nữa thì một buổi sáng mai nữa thì các bạn trồng sớm thì sẽ xong. Bây giờ mình sẽ qua tham qua công trình của bạn Nêu. Là bạn ấy làm đến buổi hôm nay là xây buổi thứ hai rồi các bạn. Xây buổi thứ hai rồi thì không biết là bạn ấy xây được nhiều chưa, thì các bạn theo dõi tiếp video để biết được là bạn Nêu hôm nay là công trình của bạn thế nào. Trên này thì còn một ít nữa là xong rồi đấy các bạn. Ngô thì ngày mai nó sẽ cao hơn ngày hôm nay rất là nhiều đấy các bạn. Mình sẽ rút kinh nghiệm như năm nay. Đây là cái vụ này là vụ thứ hai các bạn nhé, là mình trồng. Đợt này mình dâm nó cao hơn một chút nữa như này. Và bây giờ mình đánh ra trồng rất là hợp lý luôn. Đất thì mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Chuẩn bị sẵn là cuốc rãnh rồi là cuốc luống, cuốc đất. Xong rồi là mình chỉ phải cầm ra mình trồng thôi. Còn ở trên này là các bạn đang tưới cà rốt đấy các bạn. Cà rốt thì đợt này tương đối là đẹp đấy các bạn. Các bạn cũng rất là chịu khó tưới, ngày nào cũng tưới một lần. Thường là vào buổi chiều tối. Tại buổi sáng các bạn nên làm việc ở trên kia. Xong công trình sân này thì mình sẽ để cho bạn Nêu là sẽ làm bàn ghế các bạn nhé. Sẽ làm bàn ghế. Đây là bạn đang làm cái bậc lên xuống. Làm bậc lên xuống chỗ này đây các bạn. Thì chỗ kia là cái rãnh nước để cho nó thoát nước. Bậc lên xuống. Ừ, vai đi đây Tú. Vai Tú, Tú à. Leo. À kia. Consegui com essa aqui já. Esse não, esse casa, esse ni tu 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 tu. Các bạn nhìn công trình của bạn Leo là thấy có được không? À, hiện tại là cái hàng gạch này thì các bạn xây một hàng thôi. Các bạn xây một hàng là lý do tại sao mà bạn để xây một hàng là vì là gạch đang thiếu các bạn. Các bạn đang đi tìm gạch khắp nơi để dồn đây để xây.
Thì sau này là cái rìa bên này các bạn nhé. Toàn bộ cái phần này là mình sẽ như kiểu là làm vữa đấy các bạn. Mình sẽ dồn dần để cho nó tránh hiện tượng nó bị đổ mất cái bà tường này, à cái bà này của các bạn ấy. Thì là sẽ làm dần. Đất nó khô cái là toàn bộ nó sẽ cứng ấy. Nó cứng thì sẽ ok hơn, thì sẽ không bị đổ đâu các bạn. Trên này mình cũng đang bảo các bạn ấy là sẽ không phải lấp đất vào ngay đâu. Đất thì sẽ không dồn vào đây chặt. Nếu dồn chặt một cái là nó sẽ đỡ bửa ra. Này mai là các bạn lại phải, mai các bạn phải xúc ra. Xúc ra để cho đất nó thật ẩm vào, như kiểu vữa, xong rồi các bạn dồn dần vào. Nó rất là ok đấy các bạn. Gà thì ngày hôm nay mình thả ra rồi, không biết là tối nó có về chuồng không. Sau này là phơi cái gì đây là gà nó ra lan hết đấy các bạn. Đây gà con này. Có 3 con này. Số tên Tết. Ao nữ tinh. Tên Tết. Mình cứ tưởng là có 4 con nhưng có 3 con đấy các bạn. Các bạn đi đổ đất là 3 ngày rồi đấy các bạn. 3 ngày rồi mới được xuống đây. Chiều cao thì là 3 hàng. Khả năng thêm một hàng nữa rồi các bạn, chứ không phải là 3 hàng này mà đã cao bằng cái sân này đâu. Mình đang bảo là nếu mà cao quá thì phải làm hơi dốc xuống dưới một tí, nhưng mà các bạn sẽ đổ đất thêm cho nó phẳng, cho nó phẳng đấy các bạn. Sân này thì rất là rộng đấy các bạn, rất là rộng. Từ đây về đằng kia là 7 mét, còn từ đây về đằng chỗ bạn Lê đứng kia là khoảng tầm 13-14 mét. Không đo nhưng mà mình áng chừng tầm đấy đấy các bạn. Rộng hơn sân bên nhà Antonio thì phải đấy các bạn. Sân nhà Antonio thì không biết bao nhiêu. Chỗ này thì là hai quy đã mua trước, để trước kia là 20 bao xi rồi. Gạch thì các bạn bây giờ đang thiếu là đi nhặt khắp nơi đấy các bạn. Sang mãi bên kia nữa. Lấy cả lửa viên để xây vào. Nếu mà thiếu là các bạn ấy nháo vữa, các bạn ấy làm cái bờ luôn. Làm bờ luôn. Nó khô cái là không phải gì nữa. Công trình của bạn nêu như vậy đấy các bạn. Còn bây giờ sẽ di chuyển ra bên này. Xem nào các bạn ấy đào rãnh thế nào. Đào rãnh thì chắc là các bạn ấy đào mở rộng rãnh rồi các bạn. Đào mở rộng rãnh để sau này nước nó chảy trong vườn nó to hơn. Mới để có đất các bạn ấy nấp cái sân kia. Mình cũng nghĩ là ngày hôm nay là các bạn ấy sẽ lấp trong sân đấy các bạn. Ở đây thì có 6 người làm. Người thì đẩy xe rùa, người xúc lên và người xúc đất dưới này lên trên. Và người thì hai người đi cuốc đấy các bạn. Đất thì lúc nào cũng dư thừa. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn không vận chuyển được hết về chỗ sân đâu các bạn. Còn chắc là phải buổi ngày mai nữa thì mới gọi là tạm ổn thôi. Khoảng tầm 2 ngày nữa thì mới xong sân được các bạn. Thì các bạn ấy quay ra các bạn đầm và chuẩn bị lát. Ông mình ta mai tê khá. Bánh pô cú à. Mai. Ta bông. Ta bông. Sì. Amora. Así trabajá, bue. Trabalá. Epa. Các bạn ấy phấn đấu khoảng tầm 2 hôm nữa thì sẽ đổ đầy sân các bạn. Hôm nay các bạn trong trang trại đi trồng tiếp ngô nếp chuẩn bị đón vụ mới. Và ở đây thì các bạn ấy vẫn đang tiếp tục là để san nốt cái sân kia. Các bạn cũng đang rất là cố gắng để cho nó xong trước mùa mưa khoảng tầm 1 tuần nữa thôi. Hoặc là 3-4 ngày nữa là sẽ có mưa. Mưa trận đầu thì mình không lo lắm đâu các bạn. Mưa một trận đầu, một trận thứ hai thì tiếp tục vẫn có lắng. Là sân thì vẫn có thể làm được.
nhưng mà làm trước để các bạn ấy còn đi trồng trọt đấy các bạn.